Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Clip buổi tối ngày hôm nay là ngày 28 tháng 8. Bây giờ xuất hình để tiếp tục gửi về cho các bạn toàn là những siêu phẩm đẹp xuất sắc. Duy nhất là có một cặp loa Onkyo D77X. Hôm nay thì vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình và có mức giá rất là tốt. Bên cạnh đó là 3 chiếc âm ly hàng tuyển chọn xuất sắc. Đến cũng đều là hàng bãi Nhật. Một chiếc âm ly đờ lông 950 chạy 8 sò saken 2 vít và sử dụng mạch class A. Dòng này thì nó quá nổi tiếng rồi và cái mức giá cũng rất là mềm mại. Ở phía bên trên là hai chiếc âm ly của hãng Pioneer, một bộ dè bao cũng chạy 8 sò và một chiếc âm ly 717 cũng chạy 8 sò luôn. Tức là hôm nay toàn là những dòng âm ly công suất lớn cũng như có một cái cặp loa rất là khủng để các bác hát karaoke gia đình. Bây giờ thì xuất hình sẽ quay chi tiết và báo giá công khai để phục vụ cho các bác. Mọi thông tin các bác có nhu cầu cũng như giao lưu âm thanh cửa hàng xuất hình mà các bác alo trực tiếp theo số trên bài là 0395 727 582. Địa chỉ cửa hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Bây giờ thì xuất hình mời các bác bớt chút thời gian theo dõi chi tiết sản phẩm. Chiếc âm ly có mức giá mềm nhất trong video ngày hôm nay đó là dòng âm ly Pioneer A717. Dòng này thì thực sự xuất hình đấy bán rất là nhiều về những dòng này. Tại vì sao? Vì công suất dòng này lớn mà giá tiền thì rất là mềm mại. Máy chạy 8 sò công suất 270W, điện là 100V, ghép tốt các loại loa bass 30 và thương hiệu Pioneer thì còn đẳng cấp hơn cả những dòng Sunsui. Và cái mức giá tiền này thì nó mới chỉ bằng một chiếc âm ly Sunsui 607 Echa thôi. Còn nếu để đánh giá về chất lượng thì nó chẳng khác gì những dòng XDCAT hoặc là Echa đâu, mà giá nó mềm mại hơn rất là nhiều. Máy nặng tầm 20kg, rất là đẹp. Đấy, 8 sò xanh đen, 2 nguồn riêng biệt, 2 tụ lục nguồn. Đấy, máy còn nguyên cả cát tơ lô. Mặt tiền là rất đẹp, không có chảy xước gì cả. Mức giá bán thì chỉ có 6.500.000 đồng. Ông đi có chỉnh bát check trực tiếp trên máy, có đánh 2 cầu loa AB và có cả lao đớt, nên tiếng rất là tốt. Mức giá là 6.500.000. Từ đằng trước đến đằng sau máy móc nguyên zin và còn rất là đẹp. Công suất 270W nha. Rất khỏe đấy. Đánh 2 cầu loa AB. Đẹp ghen. Số 2 là bộ dè bao của Pioneer. Dè bao 180 25 mã. Hôm nay các bác nào mà đang chơi những cái bộ loa S180A hoặc 180 35 mã hoặc là những cặp dè bao thì quá đẳng cấp rồi. Hình thức đẹp, size của nó là size 48. Có hai cạnh hồi gỗ nhìn nó rất là hầm hố. Đấy, mặt tiền những chiếc âm ly này rất là long lanh. Âm ly cái đời dè bao này thì nó vẫn hay là nó có lao lốt này. Đấy. Hay là nó có vẫn còn cái lao lốt này. Nó rất là tăng giải trầm cho phần âm sắc bát tép rất là tốt. Hai tốt này là dời riêng biệt, gọi là dè bao. Dè hay còn gọi là âm sắc, bao hay còn gọi phần công suất. Đấy, nó sẽ tách biệt ra thì mình gọi là dè bao. Đấy. Mặt tiền rất là đẹp, có hai đèn vu. Bao thì công suất là 216W, điện 100V, chạy 8 sò 2 vít, 4 tụ lọc nguồn và 2 nguồn riêng biệt. Đấy. Còn dè này thì cũng vậy, đẹp xuất sắc, âm sắc chỉnh rất là tốt. Tách rời hoàn toàn và sử dụng điện là 100V, size của nó size 48, nhìn rất là hầm hố. Với những cái bộ này thì đây là những dòng có công suất rất là lớn rồi. Đằng sau vậy, đẹp lên keng. Sắc cắm rất mới. Bao 210W. Rất đẹp. Bộ dè bao này thì hiện tại đang có mức giá là 9.500.000 đồng. Nó chỉ rẻ bằng một chiếc âm ly Pioneer 7800 mắc đôi nguồn đen. Nhưng để nói về hiệu năng cũng như cái công suất thì nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Công suất 210W và máy chạy là 8 sò 2 vít. Thiết kế đẹp sang trọng hầm hố, ghép tốt các loại loa bass 30 để các bác nghe nhạc và hát karaoke gia đình. Bộ dè bao thì rất là chất lượng. Thiết kế đẹp sang trọng, đầy đủ tính năng chỉnh bát tép, có đo lướt, hai đèn bu. Đấy. Có ghép với những cái bộ loa lớn nghe cũng như trưng bày thì nó rất đẹp và sang trọng. Mức giá chỉ có 9.500.000 đồng, hàng tuyển chọn siêu đẹp các bác nhé. Siêu đẹp luôn. Ở phía đằng sau vẫn là một chiếc âm ly 8 sò của Đơn Ông. Thì đây là cái chiếc âm ly cũng rất là ít khi các bác biết về những dòng này. Đây là những dòng mặt trắng của Đà Long, model của nó là Đà Long PMA 950. Thì có 970 là hết số, còn 950 này nó gần hết số rồi. Và sử dụng mạch là class A. Máy dòng này thì lại chạy 8 sò saken 2 vít là những dòng sò to. Công suất của dòng này là 260W. Độ đẹp của nó thì đạt khoảng độ 95%. Đây, công suất là 265W. Đấy, điện 100V, giắc cắm rất là mới.
Chiếc Omni thì tính ra tuổi đời của nó phải gần 50 năm rồi. Nhưng từ những cái lớp sơn zin ở trên cái vỏ máy cũng như phần thân máy thì Xuân Đình cứ khẳng định các bạn là đẹp mê ly. Hồi gỗ piano bóng, size của nó là size 47,5. Hồi gỗ piano bóng đẹp. Công suất 265W, Omni có đánh 2 cầu AB và A cộng B. Riêng cái đời của đời đông 950 mặt trắng thì thường thường nó sẽ đánh trở khá là từ 4 ohm. Nhưng dòng này thì rất dễ phối ghép và tiếng điện này cực kỳ là hay. Đây là các cái đường vào khi các bác di chuyển. Đấy. Dưới này thì có đường tap 1, tap 2, có chỉnh bát tép. Khi cần to là xung ngòn bát chép cũng có tác dụng. Bên này là có nao nớt, ba lăng volume. Tiếng rất là hay và dày tiếng. Tám so sánh Ken 2 vít thì nó thuộc ở top những dòng Omni nó quá khủng của hãng Đài Loan rồi. Mức giá thì cũng rất là mềm. Xuân Đình đang bán chiếc Omni đẹp như này mức giá chỉ có 7,5 triệu thôi. Omni Đài Loan PMA950 sử dụng mạch class A nhé. Ghép tốt các loại loa Nhật bát 30 hoặc các bác nào đang chơi những dòng loa Mỹ, những dòng loa cây cột đánh cặp Đài Loan 950 rất là tuyệt vời, đẹp, nhìn thì rất là hầm hố gấu. Ruột gan thì kín máy và máy nó nặng tầm 20 cân về cái chiếc Omni này. Và đang phối ghép ngày hôm nay thì là cặp loa Onkyo D77 bát 31 trung 12 và một tép. Loa này thì kích thước tổng quan chiều cao 68, chiều ngang 38 và chiều sâu là 34, trọng lượng là 26 kg một chiếc. Bát 31 gần mút màng carbon, một trung 12. Dòng này thì công suất cũng rất là lớn, chịu tải tốt để các bác nghe nhạc và hát karaoke gia đình. Lỗ tâm mười phía đằng sau. Đây là cái thông số cặp loa. Công suất maximum là 200W, trở kháng 6 ohm, độ nhạy 91 dB. Trọng lượng của nó là 26,5 kg một hộp. Góc cạnh nó rất đẹp, loa thiết kế trái phải. Xuân Đình cũng bán những dòng Onkyo này khá là nhiều cho các bác rồi. Thì vì những dòng này nó chịu tải công suất lớn. Và cái thiết kế của loa nhìn nó rất là hầm hố, toàn bộ củ kiềng sư đúc. Nghe nhạc và hát gia đình, chơi tốt ở những diện tích phòng từ 30m2 trở lên. Cặp D77 này thì đang có mức giá là 8,5 triệu. Nó chỉ bằng với những cặp Diatone 77HR hoặc là 77Z thôi. Nhưng mà mỗi một cái dòng loa thì nó đều có một cái chất âm khác nhau. Và đặc biệt là những dòng này thì nó có lỗ thông hơi. Và nhìn cái màu đen nó rất là khỏe, và nhìn rất là chất, hậu sâu. Đấy, củ kiềng xung đúc bát 31 căng cước đầy đủ. Mức giá là 8,5 triệu. Các bác có thể là mua cả bộ trong video ngày hôm nay, hoặc các bác mua riêng lẻ sản phẩm nào thì các bác cứ alo Xuân Đình. Xin kính chào các bác và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.